Chào các bạn, hôm nay tôi dạy tiếp chúng ta phần ánh xạ và ghi một đối tượng vào trong cơ sở dữ liệu. Thì ở bài trước tôi đã nói là chúng ta đã có hai file khác nhau nằm ở hai thư mục khác nhau. File thứ nhất là file ánh xạ. Thì cái này tôi đã nói rồi. Ánh xạ này tôi dùng một mảng đệm này có các trường giống như trong bảng cơ sở dữ liệu chúng ta là họ, tên, tuổi, giới tính, quê và ID. Thế thì cái phần truyền ánh xạ này chính là tôi đặt các thuộc tính của đối tượng vào trong đối tượng user, đối tượng sinh viên. Đấy. Sinh viên của chúng ta thì lớp của chúng ta đã như bài trước tôi đã nói rồi, gồm có ID, họ tên, tuổi, giới tính, set ID get rồi set họ tên. Đấy. Chúng ta có mỗi như này thôi. Các bạn làm tuần tự từng giới tính một, từng cái trường một. Mỗi một trường thì các bạn gồm có một hàm get và một hàm set cho tôi. Thế còn hàm function display thì để hiện thông tin của sinh viên ra. Đấy là tôi mô tả lại về user trong namespace sinh viên. Đối với user ánh xạ thì có một một cái phương thức truyền ánh xạ, tôi sử dụng một cái hàm magic có tên là coiusfun array. Thì hàm này gọi lần lượt tự động đặt các giá trị mà từ cái mảng data vào. Mảng data này tôi tách key và value ra. Khi mà chúng ta tách ra rồi thì chúng ta sẽ sử dụng key riêng và giá trị riêng. Phần tách đây hàm cái hàm này là giống như tôi lấy giá trị từ đối tượng sinh viên ra. Tôi khởi tạo một mảng data bằng rộng. Tiếp theo đó thì tôi dùng vòng for each. Tôi tách từng phần ra, tức là tôi tách key riêng và giá trị riêng cho mỗi phần tử trong mảng. Nếu mà key khác ID, tức là cái cột đầu tiên nó khác ID, nó nằm ở trong data này, trong user này. Đấy, key này nó khác. Thì cái key ở chỗ này, cái key này tôi so sánh này. Nó khác thì tôi sẽ làm là mỗi một giá trị đó, mỗi một cái data đôi cái mảng rỗng ấy, nó sẽ khởi tạo key đầu tiên là họ tên. Thì sẽ bằng lấy cái hàm get của bên sinh viên ra. Đấy, với key là key object đây. Key object tôi lấy ra. Đấy. Cứ mỗi một lần lại đến giới tính thì tôi lại lấy ra được là phần tử thứ hai trong mảng. Rồi đến quê quán thì tôi cũng lấy vào. Đấy. Tuổi tôi lấy vào. Thì sau khi lấy tôi được một cái mảng data, lúc này nó đầy, nó gồm có bốn cái trường khác nhau, tức là bốn cái phần tử trong mảng. Và tôi gán cái giá trị data này về tên của hàm là hàm tách. Sau khi thoát khỏi vòng for tôi đưa nó trả về đây. Đến bây giờ là tôi có một cái gọi là một cái file quản lý nằm ở trong manager, cái thư mục này. Thì ở thư mục này thì đơn giản thôi. Tôi cho option đây là dùng để chúng ta đánh tiếng Việt vào, set name UTF-8. Tôi sử dụng hai biến, đó là biến sinh viên và biến ánh xạ. Biến sinh viên và ánh xạ. Thì hai biến này làm gì? Đối với hàm contract, tôi truyền nó chui vào đây. Sinh viên vào đây. Vào đây. Và lúc này zip của cái con trỏ chính nó sẽ nhận hai cái giá trị này vào. Tôi để hai cái đối tượng này cùng chui qua cổng này. Cổng contract khi mà tôi khởi động lớp quản lý thì tôi được đối tượng, lúc này tôi truyền hai cái này vào, nó đưa vào đây. Thế còn tiếp theo là một cái hàm kết nối data. Data đấy thì tôi chọn bằng localhost bài tập 1. Đây là tên người dùng, ở đây mật khẩu option. Đấy, và tôi trả về kết nối đây. Còn đây là phần ngoại lệ thôi. Phần hàm query
chẳng qua là tôi thu nhỏ cái query dài ra, tôi đưa về đây. Đấy, chúng ta thấy là this kết nối data query fetch, tôi đưa thu nhỏ về đây để tôi được một cái mảng cơ sở dữ liệu. Cái mảng đấy là nắm giữ. Thế còn cái phần get giá trị từ sinh viên này thì tôi sẽ lấy là data bằng zip, rồi cái con trỏ mà nó trỏ về ánh xạ nó sẽ có một cái hàm tách. Hàm tách nằm ở chỗ này. Đây. Hàm tách nằm ở chỗ này. Đấy, tách đây. Tách mà tôi vừa giới thiệu đấy, nó lấy vào đấy. Thế thì nó sẽ tách sinh viên ra. Tách ra. Và chúng ta chú ý nhé, đối với hàm lấy giá trị này là nó không liên quan gì cơ sở dữ liệu nữa, mà nó lấy khi mà chúng ta gán từ đầu đối tượng sinh viên đấy, nó chui vào đó. Thế còn phần set thì tôi đặt truyền ánh xạ này, cái này thì chúng ta không thực hành ở đây, nhưng mà tôi vẫn lập trình ra để chúng ta sử dụng trong những cái tình huống khác, như hai ví dụ của hai bài trước. Quan trọng là bài ghi sinh viên này. Ghi sinh viên này thì thay vì chúng ta phải ghi từng phần tử một thì tôi sẽ lấy như sau. Tôi dùng hàm employ là hàm gán các phần tử của mảng trở thành một chuỗi. Các bạn chú ý nhé, gán các phần tử của mảng trở thành một chuỗi được nối nhau bởi một cái hồ dán, đây là dấu phẩy. Đấy. Thì get giá trị từ sinh viên thì nó lấy ở chỗ này. Đây. Đấy, lấy từ đây. Đưa xuống thế này. Các bạn chú ý nha, tôi tách ra tôi đưa xuống đây. Thế thì tôi dán cái phần insert into từng trường một, và đây là phần giá trị. Ở dưới giá trị hồ dán thì tôi thêm cái dấu phẩy ở hai bên, để chúng ta hiểu đó là từng giá trị một được biến thành chuỗi string. Đấy, tôi employ. Đây là array key thì có nghĩa là lấy các khóa, còn array value thì tôi lấy các giá trị của cái phần lấy giá trị từ sinh viên. Đây, lấy giá trị từ sinh viên, tôi tách ra. Đấy. Sau đó tôi sử dụng truy vấn là insert into hồ sơ. Đây là chuỗi, này là chuỗi được dán từ đây, lấy từ đây. Sau đó, chuỗi giá trị tôi lấy từ đây. Đấy, thế là kết thúc cái lớp quản lý này. Bây giờ ta sang phần file index. Index của tôi như này. Tôi gọi ba file manager quản lý này, rồi file sinh viên user này, ánh xạ user này, và đây là tôi sử dụng là new, đây là namespace sinh viên được user 1, ánh xạ được user. Ánh xạ này có làm tách và đặt đấy, tức là nó dùng lấy ra và thu về cho lớp sinh viên. Và tôi set họ tên ở đây, set họ tên. Đấy, và cuối cùng là quản lý bằng hai cái hai đối tượng trên, nó chui vào đây và nó làm cái nhiệm vụ là manager. Đây nó là đối tượng, nó sẽ gọi cái phương thức là ghi sinh viên ra. Thế thì ở đây là Đỗ Đình Hòa, Hà Nội, giới tính nam, tuổi 24, Hà Tây, quê, xét quê hai lần đúng không? Chỗ này tôi xóa đi một cái, không còn nó nhầm. Đấy. Xét quê rồi. Thế bây giờ các bạn nhìn ở đây, các bạn nhìn thấy Đỗ Đình Hòa này, 24 Hà Tây này, là người thứ 10 nhé. Các bạn nhìn thấy đây là người thứ 10. Thì bây giờ tôi sẽ, cái này các bạn giống như là chúng ta đang tập trung vào trong cái phần framework như là Cordelis và Leverer. Thì ở đây tôi sẽ thay tên là Trần Mạnh Hùng chẳng hạn. Trần Mạnh Hùng. Rồi quê là Hải Phòng. Giới tính nam. Tuổi tôi cho là 21. Đấy, các bạn nhìn thấy. Sau đây nó truyền sinh viên và ánh xạ chui vào cái lớp quản lý và gọi đối tượng này ra. Đối tượng này được lưu phần quản lý. Và bây giờ tôi cho nó chạy, các bạn nhìn nhé. Đấy. Thì ở đây Phoenix là exit code 0, có nghĩa hoàn thành. Ta bật cái này ta xem nào. Ta refresh này.
Đấy, Trần Mạnh Hùng 21 Hải Phòng. Bây giờ tôi tiếp tục, tôi tiếp tục đặt tên là một bạn nữ chẳng hạn, như là Hà Kiều Anh, quê ở Nam Định chẳng hạn. Giới tính là nữ. Đó, các bạn nhìn thấy là đây là chúng ta nhập trực tiếp vào trong các đối tượng đây. Tuổi là 22. Đó. Thì lúc này chúng ta mới có cái cầu nối này, cơ sở dữ liệu này. Đối tượng nắm giữ cơ sở dữ liệu này, thao tác trên đối tượng này và quản lý đối tượng là chúng ta thấy là cái bộ tứ của nó. Về cái phần gọi là model, chứ chúng ta viết làm sao để cho nó hướng đến cái PHP 7, người ta không thể làm một cách tường minh như trước nữa mà người ta sử dụng cái này cho nó nhanh. Và bây giờ chúng ta lại view chạy một lần nữa. Đấy, và các bạn bật lên chúng ta nhìn này, Trần Mạnh Hùng 11, bây giờ tôi refresh Hà Kiều Anh đây, 22 Nam Định. Vậy thì qua cái bài này chúng ta thấy là cách sử dụng của nó rất là đơn giản. Đây phần index để nó gọi các đối tượng ra thôi. Phần này là dùng để kết nối cơ sở dữ liệu và ghi sinh viên, ghi tôi dùng hai cái hồ dán. Đấy, tôi tách giá trị từ mảng ra và giá trị khóa, giá trị value để tôi insert into vào đây. Các bạn nên sử dụng cái này nhá, nó cách tự động, chúng ta không cần phải chèn từng cột một của rồi giá trị một, nó rất là lâu. Đấy. Rồi cái cách mà chúng ta lấy ra chúng ta nhìn thấy này. À, tôi tách tôi gọi ra cũng rất là đẹp đúng không? Tôi chỉ cần lấy cái ánh xạ tôi trả về, tôi lấy data bằng nó và tôi trả về tên của nó vào đây. Đấy, tức là ta được giá trị đặt vào đây thì nó lại đặt vào tên này. Đấy. Đây là con trỏ kết nối cơ sở dữ liệu, nhưng cái này không dùng ở trong cái tình huống này. Rồi, đây là phần kết nối, còn đây là hai cái con trỏ sinh viên và ánh xạ nó dùng để nắm giữ khi con chapter được khởi tạo. Đấy, bởi vì khởi tạo cái nó phải nhận luôn hai cái đối tượng sinh viên và ánh xạ vào luôn, không có đến lúc ta dùng ta không biết vào đâu cả. Các bạn đừng để ra ngoài contract nha, các bạn phải để ở bên trong contract với hai cái phần đối tượng này. Nếu các bạn mà để ngoài thì nó không thể khởi tạo được mà nó không biết được hai đối tượng đó là nằm ở đâu để mà nó ra mang ra sử dụng chỗ get giá trị. Đấy. Nếu mà chúng ta lại để đặt ở một hàm khác thì lập tức nó không, hàm đó không được gọi tự động thì nó sẽ bị mất đi. Tương tự tôi nhắc lại, trong ánh xạ này chỉ có mỗi hai hàm là hàm kết. À, trong cái ánh xạ thì nó chỉ gồm có hai hàm, hàm truyền ánh xạ và hàm tách ánh xạ thôi. Truyền thì là ta đặt nó vào là set, còn lấy ra thì tôi tóm toàn cái get vào, tôi tóm vào cái mảng đấy, tôi lấy vào mảng thôi bằng sử dụng cái hàm call user function array này. Đấy. Hàm này nó gọi, tức là nó gọi đối tượng và nó nhập từng get một, nó được cái nào nó đút vào đây. Và tên của một cái này chữ data key column có nghĩa là key của cột của cái mảng rỗng này này, mỗi một lần thì nó lại sinh ra một cái đối tượng của mảng, vì chúng ta biết là trong PHP nó không như trong Pascal hoặc là trong Visual Basic ta khai báo chiều dài của mảng luôn, mà ở đây ta khai báo là mảng rỗng. Sau đó thì cứ mỗi một lần đấy thì nó sẽ gắn đối tượng, nó gắn phần tử mảng vào, mảng nó tự động to lên hay nó dài ra, đấy là chiều dài của mảng, nó tự động to lên. Ví dụ như là một bảng của chúng ta có nhiều cột thì nó tự động tăng theo số cột, tăng theo số cột. Tôi tách như này, các bạn chú ý nhé, các bạn có thể theo dõi video và các bạn ghi cái mã này vào. Thì bài phần này hôm nay tôi tạm dừng ở đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và các bạn cố gắng hiểu sâu về phần model, bởi vì phần này là kỹ thuật cao nhất trong cái cách viết của các chuyên gia nước ngoài, họ thường sử dụng để mà dẫn dắt chúng ta
đi vào bên trong, người ta hiểu vấn đề bên trong một được cách tốt hơn đấy. Chứ chúng ta không nên là sử dụng cái cách mà tưởng mình, ví dụ như tôi viết chỗ này các bạn nhìn thấy này, tôi dùng hai cái chuỗi string tôi làm hồ dán, tôi một phần là tên của chỗ column này, hồ sơ này, họ tên, tuổi, giới tính, quê, thì nó là cái mảng trên, còn cái mảng dưới thì là các giá trị, từng giá trị vào thôi đấy, nó chui vào đây, chui vào đây, tương ứng hai bên cột này đều tự động tương ứng cả, chứ chúng ta không viết tách ra. Rồi tôi chào các bạn nhé, các bạn nhớ like cho tôi, dù hay không hay.